Thưa quý vị, sau hơn 6 tháng bị tạm giam với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam Bình Dương vừa được con trai nộp 10 tỷ đồng bảo lãnh mẹ tại ngoại. Với trường hợp xin tại ngoại trong thời gian vụ án còn đang điều tra, luật quy định ra sao, chúng tôi có thông tin cụ thể sau ít phút. Chuyển động trong tay trưa nay, tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. 66 tuổi là cái tuổi mà nhiều người an hưởng niềm vui tuổi già. Thế nhưng, Đặng Văn Mỹ ở ấp Trinh Phụ, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh vẫn tính chuyện buôn bán. Để vừa thỏa mãn thú chơi ma túy, lại vừa được tiền, người đàn ông này nảy sinh ý định làm đại lý heroin, mua sỉ ma túy ở Vĩnh Long về nhà để bán lẻ kiếm lợi. Chiều qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tiểu Cần cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Đặng Văn Mỹ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo kết quả điều tra, để có tiền mua ma túy sử dụng, bị can nảy sinh ý định mua ma túy về bán lại cho người nghiện để kiếm lời. Ngày 16 tháng 9, ông Mỹ đến Vĩnh Long mua 60 tép ma túy heroin với giá gần 5 triệu đồng. Trên đường về đến huyện Tiểu Cần thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Đối tượng khai nhận có 13 lần đem bán cho người nghiện trên địa bàn huyện Tiểu Cần. Cũng thuộc hàng gần 60, đi qua nửa đời người, nhưng người đàn ông này cũng chọn cách kiếm tiền bất chính. Nhắm đến một nhà thờ trên địa bàn thành phố Kon Tum, đối tượng đột nhập lấy đi 70 triệu đồng của linh mục. Dù việc trót lọt, người này rời khỏi địa bàn bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng lưới trời lồng lộng, chưa đầy 48 giờ, đối tượng bị sa lưới. Chiều qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Kon Tum đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Hữu Hiếu, 57 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Chiều ngày 17 tháng 10, linh mục Trần Ngọc Tính, chính xứ Phương Hòa, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum phát hiện mất khoảng 70 triệu đồng. Công an thành phố nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt đối tượng gây án. Tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, chân dung Phạm Hữu Hiếu được dựng lên. Tối ngày 19 tháng 10, với sự phối hợp tích cực của công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng Hiếu bị công an thành phố Kon Tum bắt giữ cùng vật chứng của vụ án. Dù mới 14 tuổi, nhưng thanh niên này là chuyên gia bẻ khóa xe máy và cầm đầu thêm nhóm thiếu niên cùng chung chí hướng trộm cắp. Là ở chỗ là nhóm này chỉ trộm xe Yamaha Sirius màu đen. Nguyên nhân là để cả nhóm cùng sử dụng đồng bộ cho mục đích sống ảo. Sáng nay, công an phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng mời đối tượng cầm đầu về làm việc. Trước đó, trên địa bàn phường An Hải Tây và lân cận xảy ra một số vụ trộm xe máy. Lực lượng công an cho rà soát khu dân cư, phát hiện tại nhà ông TTS, 46 tuổi, ngụ phường An Hải Tây, có một xe máy Yamaha Sirius màu đen, không biển số. Ông S cho biết đây là xe con trai, là TTH, 14 tuổi, thường dùng để đi lại. Ông không biết con lấy xe từ đâu và cũng không hỏi. Tại cơ quan công an, H thừa nhận cùng 3 đồng bọn trộm cắp xe máy vào ngày 21 tháng 10 tại một tiệm Internet ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Tiếp đó, ngày 23 tháng 10, nhóm thêm trộm một xe máy hiệu Sirius khác, cũng màu đen, tại một phòng trọ gần trường trung học cơ sở Phan Bội Châu, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Hôm qua, công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội bắt được hai đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay và vũ khí, gây ra nhiều vụ cướp tài sản manh động trong thời gian từ đầu tháng 10. Không có tiền tiêu xài, bộ đôi rủ nhau đi cướp tài sản với bình xịt hơi cay, dao bầu. Những đối tượng trong băng cướp này đều đang ở độ tuổi cấp sách đến trường và còn là anh em họ của nhau. Theo điều tra, từ đầu tháng 10, trên địa bàn quận Hà Đông xảy ra nhiều vụ cướp táo tợn vào ban đêm và rạng sáng. Chỉ trong một thời gian ngắn có ít nhất 3 vụ gây hoang mang dư luận. Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định hai đối tượng gây án là anh em họ gồm Đặng Đình Phong và Đặng Đình Tuấn cùng 17 tuổi, đều trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận do ham chơi, để có tiền tiêu xài nên ban đêm thường điều khiển xe máy mang theo bình xịt hơi cay và dao nhọn đi dọc các tuyến đường quanh địa bàn quận Hà Đông, tấn công những người đi chợ đêm cướp tài sản.
Bọn em đi lượn một lúc xong rồi đi đến tầm 12 giờ bọn em về ấy ạ. Xong rồi bọn em về về đấy, bọn em đi lượn thì bọn em gặp thì bọn em ấy luôn. Ấy như nào? Bọn em lấy bình xịt cái bọn em xịt thì là người ta dừng lại thì bọn em nhảy xuống, bọn em ấy dao vào người thì người ta bọn em bảo đưa về đây thì người ta đưa. Theo cơ quan công an, hai đối tượng đang ở độ tuổi vị thành niên nhưng hành vi lại manh động, táo tợn và liều lĩnh. Ngoài việc sử dụng các hung khí nguy hiểm, các đối tượng thường chọn những khung giờ vắng người đi lại để thực hiện hành vi vi phạm. Các đối tượng có cái thủ đoạn là đi vào ban đêm, đấy, đi vào những cái tìm chọn những cái đoạn đường vắng người đi lại, đấy, điều khiển xe máy, đấy, phóng nhanh. Khi mà phát hiện có người bị hại đi trên đường thì sẽ chặn đầu xe lại, đấy, sử dụng những cái hung khí đã chuẩn bị từ trước, đấy, xịt hơi cay vào mặt người bị hại, đấy, dùng dao khống chế đe dọa để cướp tài sản. 1.600 vụ bạo lực học đường xảy ra mỗi năm. Con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Do dù việc không được tố giác, học sinh ở lứa tuổi tâm lý đang phát triển mạnh, trong khi nhận thức cuộc sống còn thiếu hụt. Theo các chuyên gia, nhà trường cần đi trước một bước cùng với gia đình phát hiện những biểu hiện bất thường ở các em để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ từ sớm. Thưa quý vị, dư luận đang quan tâm việc anh Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1990, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, có đơn gửi cơ quan tố tụng xin đặt 10 tỷ đồng để đảo bảo cho mẹ ruột là bị can Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại. Vậy, đặt tiền để đảm bảo có thể tại ngoại, có thể thay thế biện pháp tạm giam được hay không và luật quy định như thế nào? Chúng tôi tổng hợp ý kiến từ các luật sư để cung cấp cho quý vị thông tin cụ thể nhất. Bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Bộ luật Hình sự. Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua khoảng 12 tài khoản mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp qua mạng internet những nội dung về bí mật đời tư cá nhân và những điều gây ảnh hưởng uy tín danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh và bà Đặng Thị Hàn Ni. Bà Hằng thừa nhận các thông tin nói về những người này là do mình nằm mơ, lấy trên Internet và chưa được kiểm chứng. Ngành chức năng xác định hành vi này là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền con người, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, cần phải được xử lý nghiêm. Sau hơn 6 tháng bị tạm giam, ngày 24 tháng 10, ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1990, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, gửi đơn đến các cơ quan tố tụng gồm cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh và viện kiểm sát nhân dân thành phố xin đặt 10 tỷ đồng để bảo đảm cho mẹ ruột được tại ngoại chữa bệnh. Bên cạnh, bà còn phải chăm sóc mẹ hơn 90 tuổi cùng hai con nhỏ, là người điều hành hoạt động doanh nghiệp với rất nhiều người lao động. Một số thông tin cho rằng 10 tỷ sẽ là số tiền nộp để bảo lãnh tại ngoại lớn nhất từ trước đến nay được công bố. Còn theo ý kiến luật sư, hiện nay luật quy định rất rõ về việc bảo lãnh và đặt tiền để đảm bảo kèm theo những điều kiện cụ thể. Luật sư Lê Dũng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, biện pháp đặt tiền để bảo đảm được quy định tại Điều 122 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015. Đây là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, nhân thân và tình trạng tài sản của bị can, bị cáo, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án có thể quyết định cho họ hoặc người thân thích của họ đặt tiền để bảo đảm. Mức tiền cụ thể mà bị can, bị cáo phải đặt để đảm bảo không dưới 30 triệu đồng đối với phạm tội ít nghiêm trọng, 100 triệu đồng đối với tội phạm nghiêm trọng, 200 triệu đồng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và 300 triệu đồng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Mức tiền đặt đảm bảo có thể thấp hơn nhưng không dưới phân nửa mức quy định. Với trường hợp bị can Nguyễn Phương Hằng, đối tượng bị khởi tố theo khoản 2 Điều 331 Bộ Luật Hình Sự năm 2015,
khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Theo phân loại tội phạm, đây là tội nghiêm trọng. Pháp luật tố tụng hình sự quy định trường hợp này bắt buộc phải tạm giam. Tuy nhiên, nếu bị can có nơi cư trú rõ ràng, không có dấu hiệu tiếp tục phạm tội, không có dấu hiệu bỏ trốn, không cản trở hoạt động điều tra, bị bệnh nặng, có thể được xem xét trên cơ sở đơn đề nghị của người thân thích. Điều này phù hợp với đơn ông Tuấn trình bày. Mẹ tôi phạm tội lần đầu, thân nhân tốt, chưa có tiền án, có địa chỉ cư trú rõ ràng. Trước khi bị bắt, có nhiều bằng khen, giấy khen của nhiều cơ quan tổ chức xã hội về hoạt động từ thiện. Sau khi bị bắt đến nay, mẹ tôi cũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức được sai phạm và cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, luật sư Kim Ron Tha, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc được tại ngoại không chỉ phụ thuộc đặt số tiền 10 tỷ hay nhiều hơn nữa, mà tùy vào tính chất mức độ hành vi phạm tội, sự thành khẩn khai báo, nhân thân người phạm tội và quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng cấp có thẩm quyền. Việc bà Nguyễn Phương Hằng xin tại ngoại để phục vụ điều tra là có cơ sở pháp lý, nhưng thực tế bị can này có được cho tại ngoại hay không còn phụ thuộc vào quyết định của các cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp được tại ngoại thì phải đáp ứng các nghĩa vụ cam đoan theo quy định của pháp luật, có mặt theo giấy triệu tập, không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội, không mua chuộc, cưỡng ép, xúi dục người khác khai báo gian dối hoặc cản trở các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử khác. Nếu vi phạm sẽ bị bắt giam trở lại và tịch thu luôn số tiền đặt để được tại ngoại. Với mục đích chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức để phát triển lĩnh vực điều trị bệnh lý tim mạch tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long tổ chức hội nghị can thiệp tim mạch quốc tế với chủ đề Kỷ nguyên mới tim mạch can thiệp đồng bằng sông Cửu Long. Cùng tham dự có gần 1.000 chuyên gia, bác sĩ đang công tác tại các đơn vị y tế trong và ngoài nước. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Tại Việt Nam, Bộ Y tế thống kê cứ 4 người thì có 1 người mắc các bệnh về tim mạch. Mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì căn bệnh này, chiếm hơn 30% trong tổng số hơn 70% số ca tử vong do các bệnh mãn tính không lây nhiễm. Đáng báo động, bệnh vẫn đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng và trở nên phổ biến. Các trường hợp tử vong thường là do không được can thiệp kịp thời. Bệnh tim mạch bao gồm bệnh mạch vành hay còn gọi là nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, bệnh động mạch ngoại biên, bệnh thấp tim, bệnh tim bẩm sinh, suy tim, rối loạn nhịp tim. Xoay quanh các bệnh lý này, hội nghị kỷ nguyên mới tim mạch can thiệp đồng bằng sông Cửu Long trao đổi các chủ đề về tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim mạch, cấp cứu tim mạch và rối loạn nhịp tim. Từ đây, nhiều tiến bộ trong phương pháp điều trị và can thiệp kịp thời được chia sẻ nhằm hướng đến giảm tỷ lệ tử vong từ căn bệnh này. Trong hội nghị có 2 ca can thiệp tim mạch do các chuyên gia về tim mạch thực hiện trực tiếp. Sau nhiều đợt mưa lớn nối tiếp gây sạt lở tan quang nhiều tuyến đường du lịch trên bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng, chính quyền phát đi cảnh báo nguy hiểm đến du khách và cấm phương tiện tại các tuyến sạt lở. Những ngày qua, nhiều đơn vị cùng nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở. Tuy nhiên, nhiều tuyến du lịch tại đây vẫn bị chia cắt. Ghi nhận vào hôm qua, đoạn đường từ Quàng Sa, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đi chùa Đinh Ứng và đoạn từ chùa đến khu nghỉ dưỡng Intercontinental Đà Nẵng có đến hàng chục điểm sạt lở. Theo Ban Quản lý Bán đảo và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, mặc dù nỗ lực khắc phục hậu quả sạt lở, nhưng tại một số điểm trên bán đảo Sơn Trà, giao thông vẫn còn chia cắt bởi khối lượng đất đá lớn, sạt lở quá lớn, chắn toàn bộ tuyến giao thông. Theo ông Phan Minh Hải, Phó Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Quản lý chủ động lắp đặt 3 bảng khuyến cáo sạt lở, giăng dây cảnh báo, đóng rào chắn, không cho khách tham quan tại bán đảo Sơn Trà. Ban Quản lý cử lực lượng phối hợp các đơn vị liên quan, hỗ trợ khắc phục sạt lở tại các tuyến du lịch. 2 ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ xuất hiện mưa to kéo dài, khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Điểm chung của những trận mưa này là thường diễn ra dày đêm. Thời tiết miền Nam những ngày gần đây, ngày nắng, có lúc oi bức, về chiều, mây dông hình thành kèm theo sấm chớp. Khoảng 19 giờ trở đi, mưa xuất hiện nhiều nơi, có nơi mưa rất to và kéo dài đến đêm. Theo ông Lê Đình Quyết,
Phó trưởng phòng dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa là do tồn tại rãnh thấp ở phía Nam hội tụ ẩm gây mưa. Về tối, gió đưa mây từ biển vào gây mưa cho khu vực đất liền phía Nam. Trong những ngày tới, rãnh này vẫn hoạt động, do đó tình trạng mưa đêm vẫn tiếp diễn. Khoảng cuối tháng 10, mưa giảm cả về diện và lượng trên khu vực Nam Bộ, riêng bán đảo Cà Mau, Kiên Giang có thể vẫn còn mưa diện rộng. Thưa quý vị, tối qua, nhiều người dân ở các huyện trong tỉnh Sóc Trăng phải chạy hơn 10 cây số mới tìm được cây xăng còn hàng để đổ nhiên liệu. Các cây xăng hết hàng tập trung nhiều gần khu vực đường Nam Sông Hậu và quốc lộ 1, cho nên người dân phải vào tận thành phố để nạp nhiên liệu. Trước tình trạng nhiều cây xăng treo biển hết xăng, lực lượng quản lý thị trường liên tục kiểm tra các điểm kinh doanh nhưng không phát hiện dấu hiệu găm hàng. Ngay trong tối qua, đại diện Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng cho biết tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn không căng thẳng. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 40 trong tổng số 431 cây xăng và cửa hàng xăng dầu hết hàng. Tỉnh cần Trung ương cung ứng khoảng 75.000 mét khối xăng dầu cho các cửa hàng trong hệ thống của Nam Sông Hậu, Cửu Long, Mekong, Petrolimex, Tây Đô và 70 cửa hàng ngoài hệ thống của các thương nhân này. Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, tại Việt Nam đang có hai sản phẩm du lịch được triển khai dành cho du khách Việt áp dụng chính sách miễn visa khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Giang Giang. Sản phẩm du lịch miễn visa đối với thuê nguyên chuyến bay, charter và sử dụng đường bay định kỳ tới nơi đây. Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam khẳng định chính sách miễn visa khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế này vẫn được áp dụng. Tuy nhiên, sau vụ 100 du khách mất tích, du khách Việt khó bay tới Gangwon theo diện miễn thị thực. Với nhiều người, ngoài chuyện sở hữu những chiếc xế hộp sang chảnh thì dòng xe cổ cũng được liệt vào hàng thú chơi thu hút và khó thoát nhất. Như là với Vespa, dòng xe theo chân người Pháp vào nước ta khoảng năm 1950. Trước năm 1975 thì do giá xe cao nên chỉ có các đại gia tay chơi thứ thiệt mới có thể sở hữu được xe Vespa sành điệu. Ngày nay thì dòng xe này trở thành đích nhắm cho người có đam mê sưu tầm dòng xe cổ. Ghi nhận của phóng viên Đài tại buổi biểu diễu hành xe Vespa cổ mới tại thành phố Cần Thơ. Hơn 100 xe Vespa Lam Mobile Sas đủ loại và đủ màu sắc chuẩn bị để diễu hành quanh các đường phố. Anh Hương sẽ lên trải nghiệm với một chiếc xe có tuổi đời cao nhất tại đây và được xem là độc nhất tại đây. Với chiếc xe này thì trước khi mà bước lên xe để mà chuẩn bị điều khiển thì có cái phần càng ở bên này để chúng ta đạp và chúng ta để vận hành cái chiếc xe này. Anh có thể khởi động lên để khán giả cùng xem ạ. Tiếng nổ lách bách của dòng Vespa cổ sản xuất năm 1958 tạo nên nét riêng. Vẻ đẹp cổ điển nhưng độc đáo và thanh lịch là lý do vì sao Vespa cổ hút hồn người chơi xe thời hiện đại. Kiểu dáng thanh mảnh, tốc độ vừa phải, vừa lái vừa ngắm được phố, tạo cảm giác thư thái, thoải mái. Cái thứ nhất là kiểu dáng, nó có nét đẹp sẵn có của cái loại xe cổ mà anh em chơi hiện tại giờ. Chạy thì em thấy nó phấn khích hơn, tại vì hầu như là những cái chiếc đời mới giờ đa phần mình cũng có chạy nhiều loại đó, nhưng mà cái chiếc Vespa cổ này thì chạy cái đặc trưng là cái tiếng bô nổ nó khác. Chơi xe Vespa cổ đòi hỏi sự chăm chút, đầu tư từng chút một. Do vậy, chỉ người có niềm đam mê thật sự mới cảm nhận giá trị cốt lõi và hào hứng khi chạy chiếc xe có tuổi đời hàng chục năm. Cái hay ở dòng xe cổ này là có thể vượt đèo, lội suối, bền bỉ theo thời gian. Là người có thâm niên chơi Vespa hơn 30 năm nay, ông Phạm Đình Phùng luôn cảm thấy ưng ý với chiếc xe Lambat 60 tuổi này. Đi nó là nó an toàn, là nó có cái bánh xe cua, chú khoái những cái dòng xe Italy là nó có cái bánh cua. Lỡ nó hư thì mình có thể mình mở mình thay được. Cầm cái xe mình dạy, mình vô số mình dạy nó chạy số 4 cấp, nó sướng con cái là vô số chạy nghe cái tiếng nổ. Tiếng nổ nó nghe nó làm như nó có cái ghiền. Đó. Chứ chơi còn những cái đứa em cháu nhỏ nhỏ bây giờ kêu nó chạy mấy này đâu dám. Cái thứ nhất là nó khó chạy, thao tác nó muốn chạy không phải dễ.
Với dòng Vespa cổ, đòi hỏi người lái xe phải vận động tứ chi. Tay phải dành cho tay ga, tay trái phụ trách côn và số, chân phải ghìm thắng, chân trái đạp máy. Cứ thế người và xe phối hợp nhịp nhàng để chinh phục mọi nẻo đường. Cuộc sống hiện đại hòa nhập với công nghệ, nhưng phần lớn người Việt vẫn hướng về giá trị văn hóa cổ kính. Thông qua thú chơi xe, phần nào khẳng định phương tiện vừa để đi lại, vừa là món đồ trang sức thể hiện phong cách cá tính, sự lịch lãm của người chơi. Và nội dung vừa rồi khép lại Chuyển động trong tay của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.